Hey vô, chào mừng 500 anh em đã trở lại với cái kênh Trải nghiệm TV. Chúc tất cả anh em xem video clip thật là vui vẻ nè. Trong khi xem video thì các anh em tiếc gì cho em ấy một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh. Đừng quên bật luôn cái chuông lên để nhận những cái thông tin, nhận những cái thông báo và nhận những cái sự kiện từ cái kênh trải nghiệm của mình nha. Luôn hôm nay là mình vào trong đây đú trên một cái thông tin và đú trên một cái sự kiện, một cái event cực kỳ mới. Để không á, thì anh em lại nói làm những cái thông tin cũ không á, thì nó kỳ lắm anh em à. Thông tin mới đó là gì và event mới đó là gì? Đây, một cái đó là Kalima, vào trong đây là mình săn bot Kumdum. Không biết là giàu có nổi hay không, nhưng mà cũng giàu nha anh em. Dù nổi cũng được và không nổi cũng không sao. Vì nếu được á thì là trời cho, còn nếu không được thì trò chơi có gì đâu phải cài cứu anh em. Và cái thứ hai đó là một cái sự kiện, là một cái vé Double Ganger, còn gọi là một cái mê cung nhân bản. Thì hai cái vé này hiện tại là mình đang đi ở cấp độ là và cộng 3 nha anh em, từ là 181 tới là 400. Và cái vé Double Ganger này một lát mình sẽ đi sao cho anh em biết luôn. Hai cái vé này á tầm khoảng là 20 đến 30 agent quay đầu, còn cái vé Double Ganger tầm khoảng 140 tới 150 quay đầu nha. Cái đó là mình mua ở trên chợ nè. Thì ở trong một cái vé đền Kalima người ta ghi rất là rõ ràng nè: cánh cổng vào Kalima sẽ hiện ra khi ném xuống một cái bản đồ xuống đất. Và trong đây người ta sẽ có để là đờ góp là trao rồi gô ngọc dung luyện hộp cơm đô mô, cái này toàn bộ là đồ quý giá, chắc là mình đi không nổi nè. Với chỉ số là 80 master và thêm mấy con DK cùi của mình nữa là chắc trắng lì không nổi rồi anh em ơi. Nhưng mà cũng phải thử nha. Anh em xem tới đây thì nhắn tin comment chúc mừng mình thành công đi anh em ạ. À, mình sẽ sử dụng nó nha. Ok, như vậy là mình đã vào trong một cái đền nha. Mình sẽ bỏ cái vị trí quay lại ban đầu. Anh em búp HP lên nha anh em. Để mình dò đi nha. Qua trong đây cũng có một anh đi ở trong đền Kalima đây. Không biết là anh đang đi làm cái gì đây. Ở trong đây chắc ảnh đi farm S nha anh em. Ồ, trong đây anh em đi trong Kalima rất là nhiều. Như vậy là anh em đang đi trong Kalima để farm một cái lượng S. Chỗ nào cũng có người farm nha. Kalima 3 mà anh em farm như đúng rồi anh em à. Mình tiếp tục ra đây. Ui dồi ôi, đông dễ anh em. Lượng S lên khá là cao nha anh em. Càng vào trong xem là nó sẽ như thế nào. Trong Kalima, boss chắc anh em lụm rồi. Và trong đây mình chỉ farm quái thôi. Như vậy là anh em vào trong đây để đi kéo. Không xong rồi anh em ơi. Quái giả cho một hết là xong ngay. Không thể vào nổi luôn nha anh em. Tại vì trong đó nó sẽ có đờ gấp những cái vật phẩm rất là giá trị. Đâu phải đơn thuần là 90 mà vào đi được đâu anh em. Thì mình vào trong đó cùng quái nó chỉ quẹt có một cái thôi là mình đã ngoẹo anh em ạ. Chứ không được cái thứ hai nha. Không biết là người quẹt hay là quái quẹt mà nó chết nhanh vậy anh em. Anh em xem tới đây rồi comment nói là người quẹt hay là quái quẹt nha. Tiếp theo mình sẽ đi lên trên đây, mình đi một cái Double Ganger xem là có được hay không. Double Ganger thì các anh em đi lại là anh NBC này đây. Vào trong Double Ganger luôn nha. Sẵn tiện hôm nay thì mình sẽ đi trọn vẹn cho anh em luôn. Vào trong đây anh em đợi cho mình là 30 giây. 30 giây sau thì anh em sẽ đi một cái sự kiện Double Ganger cũng như những sự kiện khác thôi. Vào ở đâu nó cũng có thời gian để chờ đợi hết, để cho anh em chuẩn bị sửa soạn rồi trang điểm các kiểu để vào trong đây tiếp tục nghinh chiến nha. Không thể tạo tổ đội, yêu cầu tạo tổ đội từ chối gì tụi luôn hết trơn vậy. Mình có làm cái gì đâu. Vào trong đây chỉ cho dọn cho chúng ta chỉ 9 phút thôi nè, không có nhiều đâu. Cố gắng lên nha anh em. Nó cũng y chang cái Double Ganger ở bên cái con game là Lost Container nha anh em. Xem là cái con này ở trong đây cái lượng S nó cũng khá là ổn. Mình đi tới tàn tiệc xem là nó sẽ như thế nào. Dọn dẹp chỉ có 9 phút thôi anh em ơi. Các anh em xem, cố gắng xem ủng hộ nha. Trong khi xem có những cái dòng quảng cáo, có những cái hiện quảng cáo lên, anh em ủng hộ kênh bằng cách là xem hết những cái lượt quảng cáo đó để ủng hộ kênh nha anh em. Cảm ơn anh em rất là nhiều luôn. Đấy, giờ này nó ra cho một đống luôn anh em à. Nó ra rất là nhiều nha. Cái lượng S theo mình đánh giá thì nó cũng tương tự như ở ngoài thôi anh em, cũng không có quá quá cao đâu. Sao không farm đi nhờ? Mình đang chỉnh là map setting mà hai con đó nó đứng trong góc lan nha, nên mình farm không có được nha anh em. Vào ở trong đây cái đậu bắp tự giờ bị sót một con à. Ồ, cái con DK này farm không có được rồi, sót quá sót anh em à. Vào trong đây thì sum theo mình nghĩ sum nó sẽ đi rất là tốt, sum và đách quay. Còn mấy con này thì đi chưa gọi là tốt đâu. Đây này, đây này, đây này, người ta sót nhóc chơi này này. Hy vọng cái Double Ganger này mình đi được thành công, xem là cái phần quà của mình nhận được cái gì đây. Toàn là gen thôi chứ không có gì quý giá hết. Từ từ mấy anh ơi, mấy anh ra như vậy làm sao mà em farm kịp đây. Không kịp luôn anh em, nó ra cho một đống ở đây này. Hiện tại quái ở đây ra rất là nhiều nha anh em. Đứng đây để mà mình vét thôi, mình đứng giữa bản đồ. Hiện tại mình đang đứng ở giữa bản đồ nha. Xem từ giờ là chưa có viên ngọc nào hết nha anh em. Ui rồi ôi, có con boss lớn này, hy vọng nó sẽ ra được một cái gì cho chúng ta đây. À, boss lớn này nó ra mấy ghi tem gì đây. Được một chao anh em à, chỉ được một chao thôi chứ chưa có gì nha, chỉ mới được có một chao. Hy vọng là nó sẽ không lỗ nha.
Một cái vé double Ranger bây giờ tầm khoảng là 150 quay đầu. À, từ giờ mới chỉ có một chào thôi. Hy vọng lần này mình đi rồi phá hoài nha. Trước mắt là mình 28 agent vào cái vé là Kalima 3. Vào trong đó là nó bị lỗ hết một vé nha anh em. Ồ, sổng trùng một con kìa. Không xong rồi, cái con DK của mình nó làm ăn cái gì chết luôn rồi anh em à. Cái gì mà hai ba con ở dưới nó đi lên vậy? Không được rồi, không được rồi. Nó vào trong hang hết trơn rồi anh em ơi. Có con boss xuống luôn. Giờ này tới con boss này hãy coi ăn được cái gì nha. Hình như nó bị lan lan sao quá anh em à. Quái ở đây á thì nó nhóc hết trơn mà nó quánh cái cú gì đâu, nó chạy ra ngoài không, nó không có vô. Lỗ rồi, không chuyện rồi. Boss biết đồ ở đây tùa lua hết trơn mà nó không farm, nó farm cái gì đâu không. Đi lại mằng con boss nè, hết thời gian rồi. Cái gì đây, gớt cái gì đây, item gì đây. Mở cái gương ra coi, cái gương nó có cái gì không. Sao không có gì trơn vậy Nam. Ôi, hỏng rồi, ra như vậy là hỏng rồi. Được một game chứ được một like. Con boss này chắc con boss cuối nha anh em. Tại vì ở phút thứ tư rồi, mở gương không kịp với mấy con này. Cái gì nữa đây? Ôi, gì đâu không, không có gì hết anh em ơi. Lẩu đứt rồi. Còn cái đam này nó chưa có thể là one hit được nên chúng ta đi nó rất là chậm anh em thấy không? Đi double ganger nó rất là chậm luôn. Không có để mà cái gì gỡ dấu mất còn 3 phút nha. Một con boss lớn nó đang xuống kìa. Hy vọng con boss lớn này cho chúng ta một cái gì đó nữa nha. Bây giờ đó là mà hy vọng vô cái con boss cuối này thôi. Còn 3 phút. 3 phút ngắn ngủi này lụm được một cái viên gì đó cho nó có giá trị chút xíu nha. Cái con boss sao lâu vậy? Toàn là gà gen không. Không có gì gọi là giá trị hết. Hết thời gian rồi, ăn cái con thú này nè. Thiệt tình là hôm nay đi hai cái sự kiện cho anh em xem trải nghiệm và đợi biết hai cái sự kiện này đi ra sao. Hiện tại là còn 2 phút, còn một con boss lớn mà sao tới giờ này nó mới xuống lặn. 2 phút xem coi có kịp hay không. Sao giờ này nó không ăn boss lớn mà nó ăn toàn boss nhỏ không vậy anh em? Boss lớn nè anh ơi, boss lớn nè. Còn chỉ có một phút thôi. Cái gì đây, cái gì đây? Mở gương. Like cái gì đây, mở gương. Được một ếch. Mở gương. Rồi, không có gì hết luôn. Được một like với một ếch anh em ơi. Được một like với một ếch. Khiên với tay. Tờ lô hết. Lỗ lúc nha anh em. Hai vé này không có gỡ gạt được rồi. Hôm nay cái dặn mai của mình nó không có mỉm cười với mình. Hôm nay nó quá đen anh em à. Mấy con boss dọc đường này á thì chỉ toàn ra gen thôi chứ không có ra gì giá trị nên mình chỉ trông chờ vào những con boss. Các anh em đi vào trong đây mình khuyến khích anh em đi con nách quay hoặc là cái con sung nha. Anh em lấy hai con đó đi. Nếu DK thì anh em đủ khỏe anh em vô trong đây one hit anh em có thể đi được. Còn con của mình cộng nó như gì đây? Nó không có được one hit nè. Đây. 2k nó nằm ở trên đây nữa là nó sẽ one hit quái. Anh em farm nó sẽ dễ hơn. Còn 13 giây nữa. Cái gương gì đây? Rồi sao không có gì hết vậy? Không có gì hết vậy anh em? Hết đây mình có được một cái áo này đây. Bán vô shop. Một cái tay thực sĩ 3 sao bán vô shop. Một cái khiên né đòn của phù thủy. Quăng vô trong shop luôn nha anh em. Thì đi một cái sự kiện này mình được là một chào nè. Hai like nè. Một đá game nè. Một ếch nè, anh em thấy chưa? Đi sự kiện chúng ta cũng vẫn có ngọc vậy nhưng mà cái đổi đánh đổi lại á, thì nó sẽ lỗ nha. Một viên này thì 50 nè, một viên đá game này á, thì hiện giờ cũng không có cao lắm, còn hai viên này tầm khoảng là cái anh em bán 30 thì cái như 80 đi. Còn viên này 20 chỉ có 100 thì anh em sẽ lỗ. Anh em lỗ 50. Trước mắt là lỗ 50 cái đá game này hiện giờ nếu mà cái đá tạo quá thì tầm 200. Còn cái đá game này chúng ta phải xây ra nữa, xây ra cái tỷ lệ hên xui. Đây mình sẽ lên trên đây mình xây cái đá tạo hóa cho anh em xem luôn. Lên trên đây đây. Nếu mà ra thì chúng ta sẽ được 200 e. Nếu mà bán cho chạy thì bán tầm khoảng 150 nha. Cái chỗ này là chỗ để mình xây đá tạo hóa đây. Đá nguyên thủy nè anh em. Phần trăm á, nó chỉ có là 25% thôi. Các anh em thấy nó thốn chưa? Nhưng mà thử cho anh em luôn nha. Ra nè. Rồi sạch luôn. Đậu bắp. Có một viên cũng như không. Sạch luôn. Bán luôn nha anh em. Tại mấy cái này cũng không có cần chừa tới đâu. Chỉ được mấy viên ngọc này thôi. Và video của mình sẽ xin tạm kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các anh em ở video clip lần sau nha.